Joo Jae-suk là một nam nghệ sĩ người Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi với vai trò là một diễn viên hài và là một MC dẫn dắt những chương trình truyền hình nổi tiếng. Và được mệnh danh là MC Quốc dân, là một trong những nam nghệ sĩ hiếm hoi trong những người chiếm được tình cảm to lớn của khán giả cả trong và ngoài nước. Được biết đến với sự tài năng, tính cách dí dỏm, chân thành và luôn quan tâm đến người khác. Ngoài vai trò là một nghệ sĩ cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nam diễn viên còn rất chu toàn, quan tâm đến gia đình, có một mái ấm và những đứa con đáng ngưỡng mộ. Ngày hôm nay cùng VGT tìm hiểu Joo Jae-suk, MC Quốc dân. Tên tuổi của Joo Jae-suk gắn liền với chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhất Hàn Quốc là Running Man. Đây là chương trình có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, đặc biệt tại châu Á với các thành viên chủ chốt đình đám như Jisook Jin, Song Ji-hyo, Lee Kwan-soo, Kim Jong-kook, Ha-ha, Ya Se-chan và gần đây nhất là Jung So-min. Cùng đi tìm hiểu thời thơ ấu của Joo Jae-suk. Joo Jae-suk sinh vào tháng 8 năm 1972 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là con trai cả trong một gia đình lao động đông con, bố mẹ mở tiệm gà để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nét hiếu động và ngây thơ của cậu bé Joo Jae-suk bộc lộ từ nhỏ khi anh từng có lần giấu người thân mang gà đến cho các bạn cùng lớp ăn và đã phải chịu đòn sau khi bị phát hiện. Khi còn học trung học, anh là một học sinh rất thông minh, chăm chỉ nên được bạn bè, thầy cô vô cùng yêu mến và còn được ưu ái bầu làm lớp trưởng, một chức vụ rất đáng tự hào. Khi biết con trai mình luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm từ thầy cô, mẹ anh rất cảm kích nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ tiền mua những món quà đáp lễ và đã tự nguyện làm công nhân quét dọn cho trường để thay lời cảm ơn. Cậu bé Joo Jae-suk đã vô cùng xúc động khi biết được tin này. Anh trân trọng hơn tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và tự hứa với bản thân sau này phải thật thành công để báo hiếu gia đình. Kết thúc những năm tháng học sinh, chàng trai trẻ được tuyển vào Học viện Nghệ thuật Seoul danh giá nhưng vì lịch trình làm việc dày đặc, anh đã không thể hoàn thành xong chương trình học của mình. Những bước đầu đầy khó khăn trên con đường sự nghiệp. Joo Jae-suk lần đầu tiên ra mắt khán giả trong lễ hội hài kịch dành cho học sinh, sinh viên do KBS tổ chức vào năm 1991. Tuy nhiên, anh không thực sự tỏa sáng với vai trò diễn viên hài. Chứng kiến sự thành công của những người bạn đồng trang lứa, còn bản thân sau bao nhiêu năm nỗ lực vẫn không đạt được bất kỳ thành tựu gì, nam nghệ sĩ cảm thấy hổ thẹn và từng có suy nghĩ muốn bỏ nghề. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2001, anh tâm sự: "Sự thật là tôi đã không xem TV suốt thời gian bạn bè mình nổi tiếng, vì mỗi lần nhìn họ rồi nghĩ về bản thân, tôi lại thấy buồn. Những người bạn từng ngồi uống cà phê chung, thậm chí là ra mắt cùng lúc với nhau hiện tại đều là những ngôi sao lớn được cả đại Hàn biết đến, còn tôi chỉ có thể ở nhà bật TV, tôi thất vọng đến mức đó sao?" Cũng trong khoảng thời gian đó, việc kinh doanh của gia đình gặp nhiều khó khăn với khoản nợ lên đến 1,8 triệu đô la Mỹ. Để trang trải cho gia đình, anh đành từ bỏ nghệ thuật một thời gian, tìm việc làm thêm trong một quán rượu, tuy nhiên công việc bán thời gian cũng không mang đến cho anh thu nhập ổn định. Không những không đỡ đần được bố mẹ, đến năm 30 tuổi anh vẫn phải xin tiền người thân để chi trả cho cuộc sống của mình. Không tiền, không sự nghiệp, nam nghệ sĩ bộc bạch rằng đây chính là khoảng thời gian cô đơn và đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời anh. Thành công đến trễ nhưng đầy rực rỡ. Không đành lòng nhìn một tài năng chăm chỉ nhưng kém may mắn vụt tắt, định mệnh đã một lần nữa mỉm cười với anh. Năm 2000, nam nghệ sĩ có cơ hội được nữ diễn viên quá cố Choi Jin-seo giới thiệu làm chủ trì cho chương trình Live and Enjoy Together của đài MBC. Joo Jae-suk bén duyên với nghề dẫn chương trình từ đó. Nhờ lối nói chuyện duyên dáng và nụ cười luôn thường trực trên môi, anh bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả truyền hình. Khán giả còn ưu ái đặc biệt danh cho anh là MC Châu Chấu mỗi khi nam nghệ sĩ xuất hiện đầy tinh nghịch và đáng yêu với chiếc mũ châu chấu trên đầu. Joo Jae-suk cũng đã thành công chiếm trọn sự yêu mến từ những khán giả nhí nhờ hình tượng gần gũi đó. Chính chương trình này cũng đã mang lại cho nam nghệ sĩ giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Bước lên chiếc bục tôn vinh nghệ sĩ tài năng trong lễ trao giải MBC Drama Awards, anh vô cùng xúc động khi sự cố gắng suốt 10 năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Hai năm sau, Joo Jae-suk tiếp tục hoạt động chăm chỉ với các chương trình truyền hình ăn khách như Dangerous Invitation của đài KBS và X-Men của đài SBS. Tài năng của anh được công nhận khi nam nghệ sĩ lần lượt mang về cho mình giải Top Excellent Awards mảng truyền hình và chương trình thực tế từ các lễ trao giải cuối năm. Trên đà sự nghiệp thăng tiến, năm 2005 anh nhận lời mời làm người chủ trì cho Happy Together Friends. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên Joo Jae-suk được xướng tên cho giải thưởng Daesan tại lễ trao giải thưởng thường niên KBS Entertainment Awards. Nhờ sự xuất hiện thường xuyên trên các chương trình giải trí như Family Outing, Infinite Challenge và đặc biệt là chương trình thực tế ăn khách Running Man, nam nghệ sĩ được rất nhiều thế hệ người xem đài yêu quý. Sự nghiệp dần thăng hoa và tên tuổi phủ sóng khắp các đài lớn nhỏ của Hàn Quốc đã giúp anh được giới truyền thông công nhận là MC quốc dân. Nhờ tài hoạt ngôn, khả năng dẫn dắt tự nhiên và độ chịu chơi trong các chương trình thực tế, con đường sự nghiệp của Joo Jae-suk càng lúc càng thành công rực rỡ.
Khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2019 có thể coi là thập kỷ vàng của nam nghệ sĩ nhờ những thành tựu to lớn mà anh giành được. Tên tuổi của MC Quốc Dân không còn xa lạ với khán giả Hàn Quốc khi anh liên tục dẫn chính các chương trình truyền hình ăn khách hàng đầu của ba nhà đài lớn SBS, KBS và MBC. Bên cạnh tài năng dẫn chương trình duyên dáng, nam nghệ sĩ còn được mời đóng một số vai khách mời trong các bộ phim đình đám bên cạnh các diễn viên gạo cội. Ngoài ra, anh còn được nhiều ca sĩ chọn mặt gửi vàng để xuất hiện trong các video ca nhạc, thậm chí là góp giọng trong chính sản phẩm âm nhạc của họ như Gangnam Style và Gentleman của Sky và Dancing Queen của EXO. Yoo Jae-suk thường được khán giả biết đến với vai trò MC và diễn viên hài, nhưng ít ai biết được anh cũng là khách mời quen thuộc trên các chương trình radio hàng tuần. Nhờ sự nỗ lực làm việc không ngừng và chăm chỉ trau dồi kỹ năng của bản thân qua từng ngày, hiện tại Yoo Jae-suk đã đứng ở vị trí mà nhiều ngôi sao trong làng giải trí xứ Kim Chi mơ ước. Anh giành được tổng cộng 15 giải thưởng lớn từ các lễ trao giải thường niên của ba đài truyền hình trung ương và lễ trao giải Best Sun danh giá lần thứ 49. Đây có thể coi là giải thưởng đáng tự hào nhất đối với một người nghệ sĩ. Chưa dừng lại ở đó, với những hoạt động nghệ thuật góp phần quảng bá hình ảnh của Hàn Quốc đến thế giới, Yoo Jae-suk còn vinh dự được chính phủ trao bằng khen vào năm 2018. Đây đều là những thành tích mà hiện tại chưa một ai có thể vượt qua, danh hiệu MC Quốc Dân hoàn toàn xứng đáng khi được trao cho nam nghệ sĩ tài năng. Chuyện đời tư của các ngôi sao trong giới giải trí xứ sở Kim Chi luôn là đề tài nóng hổi và được săn đón, không chỉ bởi giới truyền thông mà còn người hâm mộ. Và con đường đi đến thành công chưa bao giờ chỉ trải hoa hồng mà còn đầy rẫy những thị phi và lùm xùm không đáng có. Tuy nhiên, Yoo Jae-suk lại chính là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hiếm hoi, sở hữu đời tư cá nhân hoàn toàn trong sạch. Nhân cách vàng và đời tư trong sạch. Dù đứng trên đỉnh cao danh vọng, sự thật thà và hiền lành của nam nghệ sĩ dường như vẫn không hề thay đổi so với ngày đầu ra mắt. Nhắc đến Yoo Jae-suk, công chúng thường nhớ đến sự chân thành và những cống hiến hết mình vì nghệ thuật của anh. Nhân cách tuyệt vời của nam nghệ sĩ được thể hiện qua rất nhiều khía cạnh, đó là sự gần gũi với dàn khách mời và sự chịu chơi trong các chương trình thực tế. Không chỉ có vậy, anh còn rất quan tâm đến sự vất vả của các nhân viên hậu trường, chăm chỉ làm từ thiện như mua than tổ ong, quyên góp cho những gia đình nghèo ở vùng quê. Suốt gần 30 năm gắn bó với nghề, Yoo Jae-suk chưa một lần vướng vào thị phi hay những lùm xùm thường thấy trong giới giải trí. Anh được mệnh danh là người đàn ông 201 chỉ, không rượu chè, không hút thuốc, chỉ thích ở nhà. Sự nghiệp và hôn nhân viên mãn. Năm 2008, Yoo Jae-suk chính thức về chung một nhà với phát thanh viên xinh đẹp Na Kyu-un và cuộc hôn nhân của cả hai vẫn mặn nồng như ngày đầu sau 12 năm bên nhau. Nam nghệ sĩ luôn dành hết tình yêu thương cho gia đình nhỏ của mình. Nhiều lần anh tâm sự bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi vì lịch trình dày đặc mà không có thời gian chăm sóc vợ con. Không chỉ là một người chồng mẫu mực, anh còn là người cha yêu thương con cái hết lòng khi luôn dành cả ngày để chơi cùng con mỗi khi trống lịch trình. Anh còn cố gắng thu xếp công việc bận rộn để có thể đến cổ vũ con trai thi đấu trong ngày hội trường. Chứng kiến sự quan tâm ấm áp của Yoo Jae-suk dành cho gia đình, người hâm mộ không ngừng xích xoa và bày tỏ ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc như hoa của nam nghệ sĩ. Hiện tại anh đã có một cuộc sống hoàn toàn viên mãn với sự nghiệp ổn định khi tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi trên toàn châu Á, bên cạnh một gia đình vô cùng hạnh phúc. Yoo Jae-suk là một hình mẫu lý tưởng để những nghệ sĩ trẻ noi theo như một tấm gương đầy nghị lực và giàu lòng nhân ái. Anh được khán giả yêu mến ở bất cứ vai trò nào. Và quả thật là một nghệ sĩ đầy tài năng, một công dân gương mẫu và là một người cha, người chồng hết lòng vì hạnh phúc của gia đình. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.